sử dụng đàn 61 phím như thế nào. Bây giờ bắt đầu sử dụng, ví dụ để sử dụng những cái âm ở trên đây, cái âm phím ở trên đây thì là mình sẽ bấm cái nút ở trên đây nhá mọi người nha. Và ví dụ ở đây, ví dụ như các cái tính năng ở trên đây mọi người nhìn cho này. Cái này là 6 cái bản nhạc đã có sẵn rồi mọi người nhá. Bấm vào chữ demo tương ứng ở bên dưới này. Nó sẽ khác. Mình có thể chỉnh tăng giảm âm lượng của nó ở đây, volume mọi người, hoặc là chỉnh tốc độ nhanh hay chậm mọi người nhá. Ví dụ này. Ví dụ nhá, mình bấm này, giảm đi đúng không? Thì nữa mình sẽ bấm vào đây. Đấy, nó sẽ chậm hơn rất là nhiều mọi người nhá. Mình cũng có thể là đây, ở bên đây là có các loại nhạc trống này hay là guitar các thứ nhá mọi người nhá, piano guitar này. Mình bấm bên dưới đây này. Tương ứng đây mình có thể kết hợp với lại là tốc độ bên đây mọi người nhá, kết hợp với tốc độ bên đây. Đó. Mình có một cái tính năng rất rất hay đó là các con thì mình có thể đánh các bản nhạc, sau đấy là thu âm. Tức là mình sẽ làm như thế này thì sẽ thu âm được mọi người nhá. Mình bật cái này lên này, sau đấy mình bấm nốt record này. Đấy, bấm vào đây xem. Sau đấy mình gõ nhá, ví dụ gõ này. Ví dụ đấy thôi. Thế bây giờ mình sẽ phát lại. Đấy, nó phát lại cái chỗ đoạn mình vừa gõ đó mọi người. Đấy, đó. Nít khác thì có vẻ như là cái âm lượng.